Nam Cương quê tôi nay đã khác xưa, cánh đồng mẫu lớn bờ vùng thăng sắp, thương trạm tầng cao rộn tiếng cười, đường rộng hè quang điện sang ngời, nông thôn đổi mới về lịch trầm, phần thường khi công sáng chói ngời. Lời ca mộc mạc giản dị nhưng rất đỗi tự hào của người dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải khi nói về những đổi thay của quê hương. Cách đây 60 năm, Nam Cường vinh dự được đón Bác về thăm. Tình cảm và những căn dặn của Người là động lực mạnh mẽ thôi thúc đảng bộ và nhân dân trong xã đoàn kết xây dựng quê hương từ một vùng đất hoang sơ sình lầy, nay đã trở thành một miền quê trù phú. Bác có bảo là đồng bào là đi khai hoang là phải đoàn kết. Bây giờ cái câu ấy là cái câu mà đối đồng bào Nam Cường, tức là chúng tôi, thì có lẽ cũng ghi xương khắc cốt. Nam Cường có cho đến ngày hôm nay là lời của Người dặn. Không chỉ trong thời kỳ khai hoang lập làng, lập xã, mà trong bất cứ giai đoạn nào, đảng bộ và nhân dân xã Nam Cường luôn khắc ghi lời Bác, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nam Cường đến nay cũng đã trở thành một miền quê trù phú, có diện mạo nông thôn đổi mới và đời sống dân thì ngày một nâng lên và hệ thống chính trị thì được củng cố vững chắc và luôn luôn là một trong xã có thành tích tiêu biểu trên các cái phạm vi của huyện Tiền Hải. Cùng chung niềm vinh dự và tự hào khi được đón Bác về thăm cách đây 60 năm, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Lâm luôn ra sức thi đua xây dựng quê hương trở thành xã gương mẫu về mọi mặt của huyện, của tỉnh như mong muốn của Người khi về thăm. Bằng những cử chỉ ân cần và những lời dặn dò của Bác đã trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Đông Lâm luôn phấn đấu vươn lên. Trong những năm gần đây thì chúng tôi đã tập trung cho việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Và đến nay thì qua kết quả thẩm định thì 11 trên 11 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao thì Đông Lâm cũng đã đạt. Từ năm 2019 thì đời sống của nhân dân đã được nâng lên. Bình quân thu nhập đầu người ở năm 2021 thì đã đạt ở mức là 53 triệu đồng người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo thì đã giảm xuống còn dưới 1%. Đời sống của nhân dân thì thời gian qua là rất là thay đổi từ cái tinh thần vật chất cho đến kiến thiết cơ bản trong nhân dân, các cái công trình phúc lợi của địa phương, cái diện mạo Đông Lâm như một đô thị. Nhân dân rất là tự hào. Những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình và mong muốn của Bác khi về thăm cách đây 60 năm đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Tiền Hải, trở thành động lực tinh thần to lớn thôi thúc đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Học tập và làm theo tư tưởng của Bác bằng thực tế, chúng tôi làm mà chúng tôi luôn nghĩ rằng trước hết thực hiện cái đoàn kết, đại đoàn kết. Cái thứ hai là phát triển cái tính sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên mà đặc biệt lực lượng đảng viên, để đưa ra những cái mà mới nhất, sớm nhất. Tôi trên tinh thần của theo cái tư tưởng của Bác là đoàn kết, đã hội tụ được không những các đồng chí ở trong cơ quan mà còn ở ngoài cùng về để xây dựng công ty. Mà có thể nói rằng doanh thu từ khi mới cổ phần hóa 2006 chỉ có 8.7 tỷ, và đến nay 2021 chúng tôi đã đạt được gần 300 tỷ. Thì lương hiện bây giờ là chúng tôi đã duy trì được 10 triệu bình quân một đầu người trên một tháng. Cùng với ông Sơn, thời gian qua trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhờ vậy, những năm qua, kinh tế của huyện luôn phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Đặc biệt là thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song kinh tế của huyện vẫn giữ được sự tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 19.310 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
Chúng tôi xác định là luôn luôn là ghi nhớ và triển khai tổ chức thực hiện làm theo lời của Bác bằng những cái việc làm, bằng những cái chỉ đạo thiết thực. Lợi thế là huyện ven biển nằm trong khu kinh tế thế, nên chúng tôi xác định có mấy cái việc mà trong năm 22 cũng như trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Một là vẫn tiếp tục phải giữ ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Thứ hai là cùng với các sở ngành của tỉnh là làm tốt cái việc mà rà soát điều chỉnh cục bộ các khu cụm của khu kinh tế Thái Bình. Đồng thời với việc đó thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác quy hoạch vùng và quy hoạch các xã nông thôn mới nâng cao và quản lý chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt. Quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo cái nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn của xã, của huyện và phấn đấu là huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Để tri ân công ơn to lớn của Bác, Đảng bộ chính quyền huyện Tiền Hải đã chỉ đạo triển khai xây dựng, nâng cấp khu lưu niệm Bác Hồ ở tại xã Nam Cường và hiện đang đẩy nhanh tiến độ phấn đấu khánh thành đúng vào dịp sinh nhật Bác 19 tháng 5. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đông Lâm bằng nguồn lực của địa phương và đóng góp của nhân dân, con em xa quê thành đạt đã đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng công trình đền thờ Bác Hồ. Công trình đã cơ bản hoàn thiện và sẽ khánh thành đúng dịp 26 tháng 3, ngày Bác về thăm cách đây 60 năm. Cái sự mong mỏi trong suốt 60 năm dài, thế và đến nay, cái nguyện vọng ấy đã được thực hiện là làm đền thờ để mà tri ân, để mà bày tỏ cái tình cảm của nhân dân Đông Lâm đối với Bác và để lại cho muôn đời con cháu sau này. Nhưng cái quan trọng hơn là những người đang sống đây này phải luôn luôn thực hiện theo lời Bác về thăm Đông Lâm. Bác đã dặn dò và hiện nay như vậy là không lúc nào phải được quên, là phải luôn luôn đặt vấn đề là học tập tư tưởng đạo đức và tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có như thế mới là thiết thực để tri ân và kính yêu Bác. Tròn 60 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm, song hình ảnh và những lời căn dặn của Người mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Tiền Hải nói riêng, là động lực để mỗi người dân Thái Bình phấn đấu làm tốt hơn công việc của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.